Em xin chào các bác nhé. Hiện đây là phiên tối của ngày 24 tháng 1 năm 2024. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại giới thiệu mà các bác rất là nhiều những mặt hàng siêu hoa Tết. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng, đó là thanh đạm Indo siêu nụ nhá các bác nhá. Hàng này nụ dài này. Hàng này riêng cái hàng này em bảo hành với các bác chuẩn hoa Tết này. Một chậu nó cứ như cái chậu này em đang quay này, 1 2 này. 3 4 này. Em nhìn thấy là có 4 cái nụ. Thậm chí là có thể hơn nhưng mà em cứ bán hàng có nụ thôi. Đấy. Một cái chậu như thế này. Nói chung là chậu nào nó cũng có ít nhất là 3 4 nụ trở lên. Mà riêng vào cái dòng thanh đạm Indo này nó cứ ra hết đợt này đến đợt khác nhá. Đây các bác nhìn này, nụ này 1, 2 này, cái này cây này 3 nụ này, 4 nụ này, 5 nụ này. Và nó vẫn đang tiếp tục lên nụ ở cái ngách lá đây. Nụ vẫn tiếp tục lên nhá. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 280.000 một chậu. Dòng thanh đạm này thì cực kỳ là thơm. Khỏi bàn rồi. Các bác nào mua nhà em chứ đợt trước ấy. Đấy, khỏi bàn này nhá. Cây nào cũng nhiều, rất là nhiều nụ luôn. Nụ chi chít luôn. 280.000 một chậu, các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Và mặt hoa em sẽ dính ở trên màn hình cho các bác. Bông hoa này nó siêu dài này, các bác nhìn thấy cúng hoa cũ đây. Đây, cúng hoa cũ siêu dài nhá. Cây nào cũng nụ, em bán hàng nụ cho các bác nhá. Đó. Này, nụ này. Đấy, cây nào cũng nụ luôn nhá. Đây, nụ này. Nụ ngon chưa các bác? Cây này giò rất là to và bây giờ nó đang vẫn đang tiếp tục ra nụ nhá. Đấy, đang tiếp tục ra nụ này, nụ này. 280.000 một chậu nhá. Đây này nụ này. Nụ nó sẽ ra ở những cái ngách lá này, các bác nhìn thấy nhiều chưa? Như cái chậu này này, nó còn đang ra rất là nhiều luôn nhá. 280.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Đây, và tiếp tục đây em sẽ lên một số mặt hàng đấy đây ạ. Và đây là cái dòng vũ nữ hoàng hậu, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa cái này thì thơm khỏi bàn rồi các bác ơi. Hôm nay em về được cả 2 mặt hoa. Em cho các bác xem mặt hoa này. Một mặt hoa màu da beo nhá. Đấy, màu da beo nó có thể đậm nhạt. Và một màu hoa là xanh nhá. Xanh cốm đẹp lắm. Riêng nói về cái dòng hoa vũ nữ thì siêu thơm. Và bông hoa nó lại siêu dài. Một cái cần bông này nó có thể nó đạt được cái chiều dài cao hàng mét. Và nó có thể là trên đấy nó phải 5-70 một bông hoa nhỏ ở bên trên cái cành bông này nhá các bác nhá. Nếu mà mình nuôi chăm sóc tốt. Riêng về cái đối với cái dòng này thì nó đẻ nhanh hơn cả gà ta, gà di ta của mình nhá. Đấy, một cái chậu này về thì các bác lên sang chậu cho em. Sang ra mình trồng bằng cái gì? Bằng sơ dừa và vỏ thông nhá. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 80.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu. Đấy, các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn đi 1-2 chậu hoặc là các bác lấy 2-1 màu hoa gì đấy, em vẫn ghép đơn này. Những màu hoa đây em để riêng ra đây rồi, bên nhà vườn để riêng, em để riêng rồi. Da beo và hoàng hậu xanh nhá, siêu thơm luôn, thơm lắm. Như các bác mua nhà em năm vừa rồi thì biết rồi đấy. Và cái hàng này nó là gốc giống nhỏ nhỏ nhá các bác ơi. Nhưng mà hàng này em bảo hành cho các bác năm nay nó sẽ ra hoa. Và có một điều lưu ý như thế này, hàng này là hàng vũ nữ hoàng hậu của Thái. Cái dòng giống của Thái nó khác dòng giống của Bảo Lộc mình trồng. Bảo Lộc của mình là một năm chỉ ra một mùa hoa thôi. Riêng cái dòng này em bảo hành cho các bác một năm ra 3 đến 4 mùa đợt hoa nhá. Có nghĩa là nó cứ ra hết đợt này đến đợt khác. Đấy, các bác nhà nào mua nhà em nhưng năm ngoái, năm kia rồi đấy thì các bác biết rồi đấy. Đó, nó cứ ra hết. Năm nay nó ra cái mắt này. Sang năm nó lại, năm nay ra mắt này, sang năm lại ra mắt. À, cái đợt sau lại nó ra mắt khác nhá. Đấy, xong nó lại cứ lên tiếp. Và cây này là cây giống nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Em Thúy đo găng tay cho các bác này. Đấy, cây giống nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Tránh trường hợp là các bác về là nhiều bác ấy, nhiều các bác xem mình quen rồi. Nhưng mà đây là chẳng qua các bác mua, các bác xem ở trên TV ấy, nó phóng đại thì về các bác bảo ô sao cây nó bé thế, thì nó thế nọ thế kia. Thì bao giờ trên TV ấy, thì nó cũng phóng đại này. Em quay gần nha các bác nhá, em quay xa này. Đó, cái bộ rễ, nói về bộ rễ của nó thì gọi là
mình chơi lá này, chơi rễ là cũng sướng. Đấy, đẹp chưa? Đẹp miên man luôn ý, như hoa hậu chân dài luôn. Em vừa cập bến được một cái lô Corat Koki, hay còn gọi là Koki, các bác nào gọi tắt thì gọi là Koki, còn tên chính xác của nó là Corat Koki, hay còn gọi là bát bảo tiên nha các bác nhá. Trời ơi, hàng hôm nay về lá mít lá to đẹp cực kỳ kỳ luôn. Lâu lắm thì hôm nay em mới nhập được cái lô lá mít to đẹp này. Hàng đẹp cực kỳ luôn, trung bình là một chậu nó có đôi 4, 6, 7. Và cái dòng này thì hoa nó ra siêu thơm luôn. Nổi tiếng là thơm thì các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây mặt hoa nở thực tế tại vườn nhà em đây nhá. Siêu thơm luôn. Đó. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ ra rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 12 dương lịch. Thậm chí là như là năm ngoái năm kia, nhà em còn được chơi Tết mấy năm nhá. 3-4 năm liền nhà em chơi Tết hoa Corat Koki này. Nhưng năm nay là năm nhuận, cho nên là nó hơi nhiều tháng là nhà em không được chơi Tết đây. Đấy. Một chậu như thế này, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 170.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Đây các bác có thể mua mấy chậu về mình ghép thành một giò to. Đây này. Lá mít đẹp lắm, lâu lắm thì hôm nay em mi nhập được cái lô lá mít nhá. Lá mít thì hàng này hàng dễ gió nhá. Đây các bác nhìn rễ này. Bộ rễ của nó cực kỳ đáng yêu nhá. Đó, nhà em nhập hôm đợt này cũng chỉ được ít chứ không được nhiều đâu. 170.000 một chậu. Trên thị trường người ta đang bán hơn 200. Và cái lá ở trên thị trường nó bé, nó không được to như cái bản lá này đâu nhá các bác nhá. Không được to dài như cái bản lá này đâu nhá. Đấy, chuẩn Corat Koki luôn cho các bác. Đây em cho các bác xem này. Nói về cái dòng này thì hương gọi là thơm cực, gọi là thơm thơm lắm ấy. Thơm không, nói chung là không bút nào tả thiết xiết luôn mà hoa chơi siêu bền luôn. Đây cho em cho các bác xem cái giò to nhà em đây. Các bác nhìn xem nó có giống chuẩn không. Này, các bác nhìn này, mình trồng lâu nó sẽ ra một bụi như thế này nhá. Đấy, năm nay nhà em cái hoa nó vừa tàn này. Tại vì là nó năm này năm nhuận nên là mình không được chơi hoa Tết. Chứ mọi năm là những cái giò này nhà em được chơi hoa Tết này. Đấy, lá to nhá, các bác nhìn thấy lá to đấy. Chuẩn luôn. Chuẩn Corat Koki luôn nhá. 170.000 một em, số lượng cũng có ít thôi chứ không có nhiều đâu. Và đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng, đó là đai châu nhá. Đai châu này đai châu Thái, nhiều màu của nhà em. Hàng này em sẽ để cho các bác giá xả giá cực kỳ yêu thương nhá. Và đối với cái lô đai châu này thì em cũng nói luôn là một số cây nó trên con đường vận chuyển ấy, cái nụ nó bị hỏng. Còn một số cây này nó chưa ra nụ, nhưng mà 95% là nó chưa ra nụ. Không phải là cây nó bé nó chưa ra nụ, mà đây là cây này, cây nụ muộn nhá. Hoa ra muộn, các bác sẽ chơi ngoài Tết nha các bác nhá. Các bác sẽ chơi ngoài Tết. Đây. Cực kỳ đáng yêu, đai châu Thái nó rất là nhiều màu. Em cho các bác xem một số mặt hoa này. Đỏ đốm này, sắc pháo, hồng cánh sen, đỏ nhung này. Trắng mũi vàng, trắng mũi tím này. Bông mai cánh viền này, bò sữa này, chấm bi này. Cam lửa này, cá vàng này, màu vàng này. Nói chung là cái màu đai châu hoa Thái, màu xanh cốm này. Nó rất là nhiều màu. Đấy, trên mỗi một đơn hàng em sẽ chọn nhiều màu cho các bác nhá. Đây, hàng này hôm nay em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. Cây nó từ 3 cặp lá rưỡi đổ lên. Đây, và có cây lá mít, có cây không lá mít. Nhưng các bác ơi, các bác nhìn bản lá cây nhá. Cây to chứ không phải nhỏ đâu nhá. Em Thúy sẽ bán combo là 470.000 10 chậu, em miễn phí ship. Và trong trường hợp các bác mua ít thì cái em chuyển từ 5 chậu trở lên thì em để cho các bác giá là 47.000 một chậu. Các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền phí ship. Đấy, 10 cây thì em sẽ chọn cho các bác là, đây này, có rất là nhiều màu đỏ nhá. 10 cây em sẽ chọn cho các bác cả cây to lẫn cây vừa, chứ không có cây nhỏ nha các bác nhá. Chứ còn bác, các bác bảo đòi cây to hết là em không có. Em sẽ bốc Alaso. Và cái hàng này thì chỉ có thi thoảng nó lỗi nhẹ một chút. Đấy là thi thoảng thôi chứ không phải là lỗi nhiều. Chứ không lỗi nhiều, em đã bán ra đồng nát hầu như là không lỗi. Nhưng mà em nói vậy, nhà em các bác biết, mua hàng các biết rồi đấy. Em rất là bán hàng rất là có tâm và nói rất là an toàn luôn, để cho tránh trường hợp trong quá trình vận chuyển có một số cây nó bị lỗi vận chuyển chẳng hạn.
các bác trừ nghéo tiền của em đi. Đấy, đây này các bác ơi, có những cái cây rất là to nhá. Đấy, có cây là trung bình này. Đây là hàng xả nhá, các bác đừng yêu cầu là nhặt cây to cho các bác. Em này em bán là em cũng nói luôn là em bán hàng trung bình thôi. Còn trong quá trình nhặt thì em sẽ nhặt tương đối cho các bác, đồng đều là có cả to cả trung bình nhá. Các bác đừng bảo phải nhặt cho các bác 10 cây to là em không có đâu nhá. Đây này, nhà em vận chuyển về đây là nó hơi bị, cái này nó hơi bị chậm ra hoa chứ không, nó ra hoa muộn nhá. Em bảo hành cho các bác là Tết xong các bác chơi hoa chứ không phải là không có hoa nhá. Cây này cây 5-6 năm tuổi rồi. Có cây là có con đấy nhá. Đấy, có cây là đẻ con rồi đấy. Đây này, thi thoảng mới gặp một cây là nó nụ, nó bị xước đây, hầu như là nó trốn nụ, nhưng em bảo hành cho các bác nhá. Bảo hành luôn. Đấy, combo 470.000 10 chậu. Em Thúy miễn phí ship. Đó, đấy các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ yêu luôn. Chầm dầm đỏ siêu nụ của nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi, thân nụ béo ngậy mà nụ này các bác nhìn này. Nụ chi chít nhá, từ gốc cho đến ngọn nhá. Trời ơi, sao mà nó nhiều nụ lắm lắm cơ các bác ơi. Đó, nụ nhiều vô cùng mà thân nụ béo ngậy nhá. Thế này, nhà em về được rất nhiều luôn. Em treo, mang treo trên giàn này các bác. Mình sắm về chơi Tết nhá. Cái đặc biệt cái mùa cây dòng trầm rồng đỏ này thơm cực kỳ luôn. Nhà mình Tết đến mà sắm một cái chậu này thì đúng chuẩn là hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam này. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ này, hương trầm này. Đó, đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa ở bên ngoài nó đậm đà hơn ở trên ảnh nhá các bác nhá. Mặt hoa đậm đà hơn trên ảnh, mà hoa thì nói đến dòng trầm thì các bác biết rồi đấy, siêu thơm luôn. Đó, một chậu này. Có chậu nó đang đi lên mầm non, có chậu nó chưa có mầm non, nhưng mà hầu như là cái nào nó có nụ thì nó sẽ có mầm non rồi. Hầu như nhá. Một chậu này này, nó trung bình nó có từ 3-4 thân trở lên. Thân dài thì nó 3 thân này, thân ngắn thì nó 4 thân này. Đây, em để cả đống đây này. Em chia sẻ với các bác là 110.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em Thúy miễn phí ship nhá. Đó, thơm lắm cơ bác ơi. Các bác ơi, lần này em nhập được cái đồ hàng này vừa béo ngậy này, vừa có nụ nhá, rất là đáng yêu luôn. Nụ này về là chuẩn Tết luôn nha các bác mình nhá. Đó. Đây. Đây về các bác có thể mua 3, 4, 5, 6, 7 chậu về các bác ghép vào thành một chậu lớn. Hoặc các bác là mua 3 chậu về ban công phòng khách này, cầu thang này. Chỗ nào mỗi chỗ mình treo một chậu thì là hoa nó siêu thơm luôn nhá. Trời ơi, nụ đấy các bác nhìn thấy chưa? Nụ của em nói đây. Đáng yêu cực kỳ luôn. Đấy. Nhà em về rất là nhiều luôn, tha hồ cho các bác mình lựa chọn nhá. Em giới thiệu với các bác một cái dòng phi điệp Đài Loan nha các bác nhá. Tất cả hàng đều đang có nụ hết rồi. Nụ 100% nha các bác nhá. Có cây nụ nó phòi dài ra rồi. Đây, có cây này nó vẫn đang bé bé như này. Hàng này chuẩn hoa chơi Tết luôn các bác nhá. Và cái dòng này là dòng gọi là dòng phi điệp Đài Loan. Được mình trồng ở tại Việt Nam mình, giống là giống Đài Loan đấy các bác nhá. Đấy, nụ đây này. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa siêu đẹp luôn nhá. Năm cánh trắng hồng hồng nhá các bác nhá. Hoa thì siêu thơm rồi. Riêng về cái độ thơm thì khỏi phải bàn đi. Em Thúy bảo hành cho các bác độ thơm, độ hoa chơi bền. Cực nhiều cực kỳ, bền cực kỳ luôn nhá. Tất cả đều phun nụ 100%. Đây em đang treo ở trên giàn đây. Hàng này hôm nay em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 100.000 một chậu, nó có từ trung bình nó là 3 thân, 3-4 thân nhá. Trung bình nó thân dài thì nó được 3 thân, thân ngắn thì nó sẽ được 4-5 thân. Đấy. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này, 300.000, em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó, 100.000 một chậu này. Nụ ngon lắm cơ các bác ạ. Đấy. Nói chung là em quay đây thì nó cái trời nó hơi tối thì các bác nhìn nó không rõ. Thế nhưng mà em bảo hành với các bác là nụ 100% nhá. Nụ 100% luôn. Và giá cực kỳ yêu luôn. Đây này, ở trên giàn đây này, nụ đây này. Tứ lưa hết nhá. Phun nụ hết rồi nhá các bác nhá. Đó. Cái này trông nó như là khô khô quen, nhưng mà nó hoa đấy cực kỳ. Nó rụng hết lá rồi, đâm ra trông nó hơi khô nhá. Nhưng mà này, nụ 100% hết rồi nhá các bác nhá. Đó. Em giới thiệu tiếp đến các bác một dòng phi điệp nữa nhá. Đó là phi điệp 5 cánh chấp. Và hàng này là 100% có nụ rồi các bác nhá.
Đây này, thân nào nó cũng có nụ rồi nha các bác nhá. Nụ ra đây, đó. Nụ này, nụ chi chít luôn nhá. Nụ chi chít luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đây, phi điệp năm cánh chớp nhá. Hay còn gọi là chớp Mỹ, hay là còn gọi là chớp đại tướng quân nhá. Đấy, hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Đó, nụ đây này các bác này. Một, nói chung là em thì quay thì buổi tối nó không rõ, thế nhưng mà em bảo hành cho các bác cây nào nó cũng có nụ. Một chậu nó có từ thân dài thì nó có hai thân này, thân ngắn thì nó sẽ có ba thân. Em chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu thôi. Shop khác người ta đang bán 130 rồi 150. Em chỉ chia sẻ các bác 100.000 một chậu này thân dài nhá. Đó, chậu hai thân thì thân dài mà ba thân thì thân nó sẽ ngắn hơn. 100.000 một chậu, các bác mua 3 chậu, đặc biệt là mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship và em bảo hành là 100% có nụ hết rồi nhá. Đấy các bác nhìn kỹ nụ cho em nhá. Tránh trường hợp về nụ như thế này về là cứ bảo nó không có nụ nhá. Đó, em treo ở trên giàn nó rất là nhiều đây. Em thả hẳn 3 cái chậu này ra đây cho các bác xem đây. Độ rài của nó như thế nào. Đấy. Thân to mập nhá. Thân to mập béo ngậy chứ không gầy gầy nhỏ nhỏ như những hàng khác đâu. 100.000 một chậu, 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá, 100% có nụ hết rồi. Đấy. Đây này, nụ hết rồi, em treo ở trên giàn đây nhá. Đó. Đây này. Đó, trên giàn đây này. Đấy. 100% nụ hết của em rồi nhá. 100.000 một chậu thôi, giá rẻ ơi là rẻ. Gọi là rẻ cực kỳ luôn. Đây này. Đấy, các bác nhìn thấy nụ không? Nụ hết rồi đi nhá. Nụ phun, phun nụ luôn đấy. Đấy. Đây này các bác nhìn này. Đấy. 100.000 một em thôi. Ba em Lâm Thúy miễn phí ship rồi. Hồ điệp bụi nhà em cập bến nhá các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm mà nó bụi này các bác ơi. Hàng bụi nhá. Một cái bụi này của nó, một cái cốc này của nó trung bình nó từ 2-3 cây trở lên. Và nó trung bình nó 3-4 ngồng hoa trở lên nhá. Ngồng hoa này, tí lia luôn nhá. Đó. Và đối với cái dòng này thì thi thoảng lá nó sẽ có bị xước sát một chút nhá. Các bác nào lấy cái chậu nào nó 2 cây ấy thì nó chỉ có 2 cây to. Mà các bác thích lấy nhiều cây thì nó 3 cây thì nó sẽ nhỏ hơn. Cái tàu dòng 2 cây nhá. Nụ đang tứ lưa luôn này các bác này. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Lần này em về chỉ có một mặt hoa là vàng công chúa thôi các bác nhá. Một mặt hoa duy nhất mà vàng công chúa. Em chia sẻ với các bác giá là 80.000 một cốc như thế này. Đó. Các bác mua 5 cốc em Thúy miễn phí ship. Đó này các bác này. Đấy, thấy chưa? Nụ này, cái nào cũng 3-4 nụ nhá. Hàng rẻ ơi là rẻ rồi. Đây có cái nụ dài này. Đó. Hồ điệp này về thì các bác sang chậu cho em, sang cho em, đẩy cho em cái cốc này ra này, đẩy cho em cái cốc này ra, sang trồng và cho em một cái chậu mới, chậu sứ mới cho nó đẹp này. Ví dụ như cái chậu này, cái cốc này là có 2 cây này, 2 cây nhưng nó cũng 3 ngồng đấy đi. Đấy, nó cứ từ tầm 3-4 ngồng trở lên nhá. Đây, cái chậu này thì này, đôi 4-5 ngồng, chậu này là chậu 5 ngồng nhưng em bán từ 3 ngồng trở lên nhá các bác nhá. Tránh trường hợp về các bác lại ỉ ôi, các bác vạch ra các bác xem. Có thể là nó, cái những cái ngồng hoa ấy, nó vẫn đang mọc ở đây nhưng các bác không nhìn thấy. Các bác lại ỉ ôi, các bác chê, các bác trừ tiền em. Tội lắm nhá các bác nhá. Tội lắm cơ. Đó. 80.000 một cốc, 5 cốc em bao ship nha các bác nhá. Em có cái lô địa lan bạch ngọc thiên hương nhá. Hàng này hàng hết hoa rồi. Bây giờ này, cuống hoa cũ đây này. Về các bác dưỡng cây được khoảng tầm tháng rưỡi nữa hoa lại ra tiếp nhá. Hôm nay em Thúy giả xả sập sàn cho các bác giá 80.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Đây, mặt hoa của nó đây. Mặt hoa thực tế đây nhá. Bạch ngọc thiên hương nhá các bác nhá. Nghe tên đã thấy hay rồi, hoa thì siêu đẹp luôn. Đó. Bạch ngọc thiên hương này. Một chậu này rất là nhiều thân nha các bác nhá. Và cái hàng này này, mọi người về lên sang chậu cho em. Để cho cây nó đẻ này. Và nó có cái đất để nó phát triển nhá. Đấy, thi thoảng nó có một tí lá như thế này. Đấy, để tại vì là hàng này hàng xả, các bác cứ cắt đi. Mầm non nó lại ra tiếp không sao nhá. Không vấn đề gì. 80.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship. Giá rẻ chưa các bác? Giá rẻ giật mình, rất là nhiều thân luôn này. Đó. Đây này.
cuống hoa nó cũ nó vẫn còn này, một số cây cuống hoa cũ nó vẫn còn nhá. Đấy, cái này chỉ tầm tháng tháng rưỡi nữa các bác dưỡng cây này nó lại ra tiếp này. Lại ra tiếp nhá.